Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài truyền Việt Nam. Bản tin ngày 12 tháng 1 sẽ có nội dung chính đáng chú ý sau đây. Bất chấp những khó khăn của nền kinh tế toàn cầu, kinh tế của các nước thành viên ASEAN hiện vẫn được dự đoán sẽ tăng trưởng khả quan trong năm 2016. Lâm Đồng chú trọng nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông hướng tới thu hút đầu tư. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Anh, một trong các thành viên chủ chốt của nhóm đối thoại giáo dục với những đề xuất nâng cao chất lượng giáo dục đại học tại Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, năm 2016 bắt đầu với việc Cộng đồng Kinh tế ASEAN có hiệu lực và Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP sắp được ký kết. Đây được xem là những động lực cho sự phát triển kinh tế của các nước thành viên ASEAN. Tuy nhiên bên cạnh đó, sự sụt giảm của kinh tế Trung Quốc, một trong những đối tác thương mại chính của khối, cũng như những diễn biến bất định của kinh tế thế giới đã tác động không nhỏ đến tăng trưởng kinh tế của ASEAN. Dẫu vậy thì kinh tế của các nước ASEAN hiện vẫn được dự đoán sẽ tăng trưởng khả quan trong năm 2016. Sự lao dốc của thị trường chứng khoán Trung Quốc trong tuần giao dịch đầu tiên của năm 2016 đã kéo theo sự giảm điểm trên thị trường chứng khoán của các nước trong ASEAN. Trong tuần qua, có lúc chỉ số Jet Time của Singapore đã giảm gần 2%, chỉ số SET của Thái Lan và chỉ số Jakarta Composite Index của Indonesia đều giảm 0,1%. Tuy nhiên, đến cuối tuần, các chỉ số này đều có sự hồi phục nhẹ. Bất chấp việc mở đầu một năm mới không mấy suôn sẻ đối với kinh tế khu vực, song các chuyên gia kinh tế vẫn dự đoán năm 2016, nền kinh tế của các nước trong ASEAN sẽ tốt đẹp. Ngân hàng Phát triển Châu Á dự báo tăng trưởng của Đông Nam Á cho năm nay có thể đạt 4,9%, tăng hơn so với mức 4,4% được ước tính trong năm 2015. Động lực cho sự tăng trưởng kinh tế của khu vực đó chính là sự ra đời Cộng đồng Kinh tế ASEAN bắt đầu từ năm nay. Một tia sáng đối với các nước ASEAN là Cộng đồng Kinh tế ASEAN được nhiều người mong đợi, và nó sẽ không chỉ mang lại điều tốt đẹp cho khu vực trong năm nay mà cả những năm tới. Cộng đồng Kinh tế ASEAN với mục tiêu tạo ra một thị trường chung duy nhất và cơ sở sản xuất thống nhất, trong đó có sự lưu chuyển tự do của hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, vốn và lao động có tay nghề, sẽ giúp nâng cao tính cạnh tranh và thúc đẩy sự thịnh vượng chung cho cả khu vực, đồng thời tạo sự hấp dẫn với đầu tư và kinh doanh từ bên ngoài. Thêm vào đó, triển vọng ký kết và đi vào hiệu lực của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP cũng được đánh giá tạo cú hích mạnh cho thương mại của khu vực, với sự tham gia của 4 nước trong ASEAN là Brunei, Malaysia, Singapore và Việt Nam. Các cam kết hấp dẫn về các giảm thuế và dỡ bỏ hàng rào phi thuế quan trong TPP sẽ tạo ra bước ngoặt cho thương mại toàn cầu năm nay. Việt Nam và Malaysia là hai nước chúng tôi dự đoán được hưởng lợi nhiều nhất từ TPP. Dự đoán đến năm 2030, TPP sẽ giúp GDP ở hai nước này tăng khoảng từ 8 đến 10%. Với những lợi thế trên, Ngân hàng Thế giới dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có thể đạt 6,6% trong năm nay nhờ đầu tư và tiêu dùng tăng nhanh, cộng với xuất khẩu tăng mạnh. Còn các nền kinh tế mới nổi trong khu vực được dự báo đạt mức tăng trưởng cao cho năm nay. Myanmar đứng đầu danh sách này. Ngân hàng Thế giới dự đoán tăng trưởng của nước này đạt 7,8%, tiếp đó ở Lào với 7% và Campuchia là 6,9%. Mặc dù không được dự báo tăng trưởng mạnh mẽ như các nền kinh tế mới nổi trong khu vực, song kinh tế Thái Lan sẽ có mức tăng trưởng khoảng 3%, mức phát triển cao so với mấy năm trở lại đây nhờ những yếu tố tích cực của đầu tư, xuất khẩu và du lịch. Các doanh nghiệp nước này cũng trông đợi sự ra đời của Cộng đồng Kinh tế ASEAN sẽ mang lại cho họ cơ hội làm ăn tốt hơn. Cộng đồng Kinh tế ASEAN ra đời sẽ mang lại cho công ty chúng tôi một thị trường mới rộng lớn hơn. Và chúng tôi tin tưởng rằng cộng đồng ra đời giúp thu nhập của người dân được tăng lên, qua đó nâng cao mức sống của họ. Là nhà xuất khẩu năng lượng duy nhất trong khu vực, Malaysia cũng là nước xuất khẩu hàng hóa lớn. Nhiều khả năng sẽ chứng kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm hơn trong năm nay ở mức 4,5%, thấp hơn mức 4,7% của năm 2015 do giá cả hàng hóa và giá dầu sụt giảm. Trái với Malaysia, nền kinh tế Indonesia được Ngân hàng Thế giới nâng mức dự đoán tăng trưởng kinh tế lên 5,3%, cao hơn mức 4,7% đưa ra trước đó. Trong năm 2016, nền kinh tế Indonesia vẫn sẽ phải đối mặt với những thách thức như sự phát triển chậm của kinh tế Trung Quốc và dòng vốn quốc tế bốc hơi khỏi Indonesia có xu hướng tăng, song kinh tế Indonesia vẫn tăng trưởng tốt. Nhờ vào các gói chính sách kinh tế hỗ trợ đầu tư và ngành công nghiệp trong nước cũng như việc siết chặt trong quản lý kinh tế vĩ mô.
tiếp tục đà tăng trưởng trong quý tư vừa qua. Kinh tế Philippines được dự báo sẽ ở mức 6,4% trong năm nay, nhiều chi tiêu tiêu dùng trong nước và đầu tư tăng, trong khi xuất khẩu được nhìn nhận là sẽ phục hồi và tiếp tục tăng. Mặc dù được cho là nền kinh tế tiên tiến nhất cho khu vực, song trong năm nay, tăng trưởng kinh tế của Singapore dự kiến sẽ chỉ ở mức khiêm tốn, dao động trong khoảng từ 1 đến 3%, do kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại, cũng như lĩnh vực chế tạo, xây dựng, dịch vụ kinh doanh của đảo quốc sư tử giảm sút. Sau một tuần sụt giảm, thị trường chứng khoán Trung Quốc chưa thực sự khởi sắc. Điều này đang khiến cho các chuyên gia và giới đầu tư không khỏi lo lắng. Sự can thiệp mạnh của các chính sách có thể sẽ khiến cho các nhà đầu tư rời khỏi thị trường. Và lúc này thì cũng có một câu hỏi đặt ra là sau khi bán tháo và rút vốn khỏi thị trường chứng khoán Trung Quốc, thì các nhà đầu tư của nước này sẽ đi đâu và làm gì? Họ giữ tiền và chờ đợi hay tìm những điểm đến mới? Phóng sự sau sẽ phần nào trả lời câu hỏi này. Tháng 11 năm ngoái, một đoàn doanh nhân Trung Quốc tới Việt Nam tham dự hội thảo về tiềm năng thị trường chứng khoán Việt Nam. Họ mở tài khoản và trở về Trung Quốc để giao dịch từ xa. Cuối tuần qua, một đoàn doanh nhân Trung Quốc khác lại tới Việt Nam. Theo công ty chứng khoán IVS, đơn vị tiếp đón họ thì lĩnh vực các nhà đầu tư Trung Quốc quan tâm nhất là chứng khoán và bất động sản. Họ cử rất là nhiều các cái đoàn sang đây để tìm hiểu, để tham quan các cái dự án, rồi nhờ chúng tôi phân tích các cái dự án này, dự án kia để họ tham gia vốn vào. Gần 50 doanh nhân Trung Quốc sang Việt Nam tìm cơ hội đầu tư lần này là lãnh đạo các công ty quản lý quỹ và các tập đoàn lớn tại Hồng Kông, Thẩm Quyến, Thượng Hải. Họ chia sẻ lý do sang Việt Nam vì cơ hội trên thị trường chứng khoán Trung Quốc ngày càng eo hẹp. Thị trường chứng khoán Trung Quốc suy giảm mạnh, dự đoán năm tới sẽ còn tiếp tục khó khăn, nên chúng tôi phải tìm điểm đến mới cho dòng vốn của mình và Việt Nam là một sự lựa chọn lý tưởng. Nền chính trị của các bạn rất ổn định, kinh tế đang có dấu hiệu tốt dần lên, nhiều doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh tốt, giá cổ phiếu hiện còn rất rẻ và Việt Nam vừa tham gia vào nhiều hiệp định tự do thương mại mà Trung Quốc không tham gia. Chúng tôi đặc biệt chú ý tới những doanh nghiệp tốt trên hai sàn và doanh nghiệp nhà nước đang được cổ phần hóa. Chúng tôi đã lên kế hoạch tìm hiểu kỹ lưỡng về những doanh nghiệp này trong thời gian tới. Ngay tại buổi hội thảo, tập đoàn Thái Vũ Chiết Giang và công ty quản lý vốn nước ngoài đệ nhất của Trung Quốc đã ký thỏa thuận đối tác chiến lược với công ty chứng khoán đầu tư Việt Nam, sắp tới sẽ tham gia vào đợt tăng vốn từ 161 tỷ lên 350 tỷ của công ty này. Giải thích lý do trở thành đối tác chiến lược của IVS, ông Trần Bân, người sáng lập ra công ty quản lý vốn nước ngoài đệ nhất, chia sẻ. Để thu hút nguồn vốn của chúng tôi, trước hết, chúng ta phải hiểu biết lẫn nhau. Tiếp đến là tư duy quản lý, tư duy kinh doanh của ban lãnh đạo phải tốt và doanh nghiệp phải minh bạch. Các nhà đầu tư Trung Quốc dành hẳn một tuần lễ để đi thăm các doanh nghiệp tiềm năng trên thị trường chứng khoán cũng như thị trường bất động sản của Việt Nam. Theo công ty chứng khoán IVS, hiện còn nhiều nhà đầu tư Trung Quốc đã đăng ký tới Việt Nam để tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Đến thời điểm này, các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước đã hoàn thành việc dự trữ hàng hóa cơ bản để phục vụ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Bình Thân 2016. Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tập trung dự trữ hàng hóa Tết với tổng số tiền lên tới 20.000 tỷ đồng. Còn tại thị trường Tết thành phố Hồ Chí Minh sẽ có hơn 9.000 điểm bán hàng bình ổn thị trường với nhiều hàng hóa đặc sản của các địa phương, lượng hàng dồi dào và ổn định. Còn tại thành phố Đà Nẵng, năm nay sẽ tổ chức 2 xe bán hàng lưu động phục vụ tại các điểm nóng, khu đông dân cư, đặc biệt là khu công nghiệp. Còn tại Cần Thơ, theo cơ quan chức năng, với khả năng đảm bảo nguồn hàng dồi dào phục vụ Tết, giá cả nhiều mặt hàng sẽ được bình ổn. Đũa tre sử dụng một lần của Việt Nam xuất sang Đài Loan, Trung Quốc không có chất tẩy trắng. Đó là kết luận sau kiểm nghiệm của Cục An toàn Thực phẩm Việt Nam vào ngày hôm qua 11 tháng 1. Sau khi trang thông tin điện tử của Bộ Y tế Đài Loan, Trung Quốc thông tin 4 mẫu sản phẩm đũa dùng một lần có xuất xứ từ Việt Nam có chứa chất tẩy trắng, Cục An toàn Thực phẩm đã yêu cầu Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia lấy mẫu các sản phẩm đũa dùng một lần trên thị trường để kiểm nghiệm các chất tẩy trắng. Kết quả cho thấy, 10 mẫu đũa lấy trên thị trường đều âm tính với chất tẩy trắng. Cục An toàn Thực phẩm sẽ tiếp tục cập nhật thêm khi có thông tin mới. Trong vài năm trở lại đây, tỉnh Lâm Đồng đã thu hút được 110 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, gấp cả chục năm trước cộng lại. Ngoài những lợi thế về khí hậu địa hình, thì một trong những nguyên nhân hấp dẫn các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư và gắn bó với Lâm Đồng chính là ở nỗ lực cải thiện hạ tầng giao thông trong 4 năm trở lại đây. Trồng hoa tươi theo tiêu chuẩn châu Âu, năm nào doanh nghiệp này cũng nhập khung thiết bị, xây mới 2-3 nhà kính. Nhưng trước đây, thời gian chở vật liệu từ thành phố Hồ Chí Minh đến công ty thường kéo dài nhiều ngày, bởi dọc đường đi có nhiều cầu yếu, ổ voi, ổ gà. Chi phí thiệt hại cũng lên đến hàng chục triệu đồng. Là một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,
doanh nghiệp đã từng tính đến chuyện rút vốn khỏi Việt Nam vì giao thông cách trở. Một là nó cồng kềnh, đi rất lâu. Hai là đến những cầu yếu là phải dừng lại, hạ tải qua cầu xếp lại đi. Thời gian không những chỉ là thời gian mà là tiền lạc, bạc là vốn liếng của doanh nghiệp. Đầu tư vào Lâm Đồng gần 20 năm. Hơn ai hết, doanh nghiệp này có thể thấy rõ sự đổi thay về hạ tầng giao thông trong 5 năm qua. Các tuyến đường từ quốc lộ đến tỉnh lộ đều đã lần lượt được nâng cấp, xây mới lại. Với việc trồng và xuất khẩu hoa tươi, giảm được phút nào chạy xe trên đường là công ty được lợi phút ấy. Đường xá tốt hơn thì chúng tôi vận chuyển nhiều hơn, nhanh hơn đến các cái trung tâm phân phối của chúng tôi. Nhiều nhà đầu tư nước ngoài ở Israel, Nhật Bản rất quan tâm đến nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Lâm Đồng. Thế nhưng dù quan tâm đến mấy mà hạ tầng giao thông không phát triển kịp thì họ cũng e dè, không muốn đầu tư. Phát triển hạ tầng giao thông này rất ý nghĩa trong việc thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài nước. Đặc biệt tỉnh đồng người ta quan tâm đến là đầu tư rồi, nhưng mà có công năng suất cao nhưng cái vận tải logistics thì cái phương tiện là một vấn đề, nhưng cái giao thông một vấn đề cũng rất quan trọng. Theo ông Phạm S, số lượng 110 dự án đầu tư nước ngoài vào tỉnh Lâm Đồng vẫn là một con số quá bé so với tiềm năng vốn có. Bộ Thông tải quan tâm đó là cái mở tuyến cao tốc để từ Dầu Dây lên Đà Lạt để rút ngắn được giai đoạn. Nếu có như thế thì cái việc mà thu hút du khách trong ngoài nước cũng như là các doanh nghiệp đầu tư đến tỉnh Đồng, chúng tôi cho rằng là một lợi thế rất là tốt. Lãnh đạo của tỉnh kỳ vọng với việc hoàn thiện đồng bộ hạ tầng giao thông ở khắp 8.500 km đường, số lượng dự án đầu tư vào địa phương sẽ tiếp tục tăng lên, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn người dân. Nổi bật trong phần tin tiếp theo, cả doanh nghiệp lẫn người lao động đang có những cải thiện gì để thích ứng với luật bảo hiểm xã hội mới? Biến rác thải thành sản phẩm du lịch, một cách làm hay hấp dẫn của du khách của tỉnh Khánh Hòa. Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 1 tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức hội nghị triển khai công tác phối hợp tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng 12 với sự tham dự của đại diện Bộ Công an, Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Ban Dân nguyện Quốc hội và các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng. Tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh cho biết tình hình khiếu nại tố cáo năm 2015 đã giảm so với năm 2014 nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đặc biệt là đối với công tác đoàn đông người vượt cấp. Để phục vụ tốt Đại hội Đảng 12 sắp tới, Thanh tra Chính phủ cần phối hợp với các ban ngành liên quan triển khai công tác tiếp công dân, đưa ra các phương án giải quyết trước và sau thời gian diễn ra Đại hội Đảng, đồng thời phân tích bổ sung một số nguyên nhân còn tồn tại đối với tình hình khiếu nại tố cáo hiện nay. Luật Bảo hiểm xã hội đã bắt đầu có hiệu lực từ hơn 10 ngày qua. Đây cũng là luật có liên quan tới hơn 12 triệu lao động trên cả nước, vì vậy sẽ không tránh khỏi những thay đổi lớn trong suy nghĩ và hành động của người lao động lẫn người sử dụng lao động. Tập thích nghi dần với những quy định mới, tính toán lộ trình thay đổi trong doanh nghiệp, xây dựng các phương thức trả lương mới, đó là những điều mà doanh nghiệp nào cũng đang phải tính đến để đảm bảo ổn định hoạt động của mình. Thời điểm này, nhiều người lao động đã được tiếp cận với luật bảo hiểm xã hội ở nhiều kênh thông tin khác nhau. Chị Nguyễn Thị Kim Lý cho biết, hàng năm, chỉ được công ty tuyên truyền về luật một lần. Nhưng những người lao động như chị tìm hiểu về luật bảo hiểm xã hội phần lớn là qua mạng Internet. Và luật mới lần này đem lại nhiều điểm mới. Cũng có nhiều cái lợi như chuẩn bị tới đây là chuẩn bị là có là người lao động mà được giữ sổ bảo hiểm này. Là mình biết là cái người sử dụng lao động có là đóng bảo hiểm cho mình trong tháng đó hay không. Vợ mình được nghỉ thai sản là người chồng là được nghỉ mấy ngày đó. Mức đóng bảo hiểm tăng, một điều gây nhiều băn khoăn cho người lao động lẫn người sử dụng lao động. Với người lao động sẽ bớt đi một phần thu nhập, còn với người sử dụng lao động tăng thêm chi phí sản xuất. Nhưng bài toán về bảo hiểm thì luôn đi theo nguyên tắc, trách nhiệm đi liền với quyền lợi. Theo chúng tôi được biết, từ cái người lao động tại chi nhánh chúng tôi, họ cũng rất là hoan nghênh cái luật bảo hiểm xã hội mới. Bởi vì lý do thế này, người ta vẫn mong muốn rằng là với cái mức phí bảo hiểm xã hội mới thì sẽ bảo đảm được cái quyền lợi của họ trong thời gian họ đang làm việc tại ngân hàng, cũng như là đặc biệt là trong khi mà về hưu. Cũng chính vì sự thay đổi về mức đóng này mà khi thông qua luật bảo hiểm xã hội, Quốc hội đã cân nhắc kỹ về lộ trình cho doanh nghiệp có thể thích nghi. Đó là trong hai năm 2016-2017, mức đóng bảo hiểm xã hội sẽ dựa trên lương và phụ cấp
trong hợp đồng lao động. Còn từ năm 2018 trở đi, dựa trên lương, phụ cấp và các khoản bổ sung, các doanh nghiệp ở Đà Nẵng đang tìm cách thích nghi với luật này. Đa số các doanh nghiệp đều có cái sự chuẩn bị và có cái sự xác định trước rằng là mình sẽ thực thi cái luật đó như thế nào. Và cũng nhiều doanh nghiệp là người ta đã có một cái kế hoạch để mà điều chỉnh những cái đối tượng tham gia bảo hiểm này, điều chỉnh cái mức đóng bảo hiểm, và người ta đã có cái sự tính toán từ khoảng giữa năm 2015 đã có cái điều đó. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 nhằm đảm bảo an sinh xã hội cho người dân thông qua việc bổ sung, điều chỉnh chính sách để mở rộng diện bảo hiểm xã hội, đồng thời khuyến khích, hỗ trợ lao động trong khu vực phi chính phủ. Đây được xem là chính sách xương sống của hệ thống an sinh xã hội nên cần phải có sự đồng lòng và được thực thi nghiêm túc. Nhóm đối thoại giáo dục tập hợp các học giả Việt Nam ở nước ngoài và những nhà khoa học có chuyên môn ở nhiều lĩnh vực khác nhau, tâm huyết với nền giáo dục của Việt Nam để có thể đưa ra những đề xuất cụ thể nâng cao chất lượng giáo dục. Trong thời gian về nước, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Anh, Giám đốc của Sáng kiến Việt Nam tại Hoa Kỳ, cũng là một trong các thành viên chủ chốt của nhóm đối thoại giáo dục, đã có những chia sẻ đề xuất để nâng cao chất lượng giáo dục đại học tại Việt Nam hiện nay. Buổi phỏng vấn học bổng lãnh đạo trẻ Việt Nam về chính sách công tại Đại học Indiana, một trong những chương trình hàng đầu tại Hoa Kỳ, do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với nhóm Sáng kiến Việt Nam triển khai. Học bổng nhằm tạo ra một thế hệ cán bộ có trình độ cao, góp phần thúc đẩy các lĩnh vực phát triển của đất nước. Những sinh viên đầu tiên tham gia học bổng cách đây 3 năm. Cái đơn giản thôi là ở trong lớp thì mình biết câu trả lời đấy, nhưng mà nhiều khi mình sợ sai. Tức là mình cảm thấy tính cách của sinh viên mình là chưa làm mà đã sợ. Tức là sợ làm sai người ta sẽ cười. Khả năng xã hội, khả năng tương tác. Vì mình cũng được rèn luyện khá là lâu trong cái môi trường là mình rất là ít phát biểu, mình rất là ít tương tác với lại giáo viên và rất là ít chủ động tìm kiếm kiến thức ấy. Thì sang bên đấy là một điểm rất là yếu và cũng phải hoàn thiện dần. Tốt nghiệp Đại học Harvard, đang giảng dạy tại trường Đại học Indiana, Phó giáo sư Trần Ngọc Anh là một trong 10 thành viên của nhóm đối thoại giáo dục. Nhóm cho rằng 4 công cụ đảm bảo chất lượng đại học, kiểm định chất lượng, công khai thông tin chất lượng, xếp hạng và đối chiếu. Phải có một cái điều tra độc lập hàng năm, đánh giá rằng là mỗi trường tỷ lệ sinh viên ra trường sau 6 tháng hay sau 12 tháng xin được việc là bao nhiêu phần trăm. Trong số việc đó, bao nhiêu việc là đúng ngành, đúng nghề và mức lương là bao nhiêu. Đấy, thế nếu mà mình chỉ cần công bố cái đó thôi, không cần xếp hạng, thì tự nhiên các đại học họ sẽ biết là đại học nào là thực sự đem lại cái chất lượng mà có thể giúp các em trong thị trường lao động. Đấy. Thế thì tự nhiên là sẽ tạo ra một cái sự cạnh tranh giữa các cái trường đại học với nhau. Thực tế trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy ở Đại học Việt Nam vẫn còn tình trạng ưu tiên số lượng thay chất lượng. Các luận văn tiến sĩ, các công trình nộp để xét phong phó giáo sư cần công khai trên mạng. Tôi phải để một cái trang web cho tất cả các cái bằng tiến sĩ của Việt Nam lên trên mạng. Thì chúng ta sẽ lộ ra những cái bằng nào mà cóp nhặt, bằng nào không đủ chất lượng. Mà cái trường đấy nó lại cho cái bằng tiến sĩ. Yêu cầu trường nào mà chưa lên cái trang web đấy thì chưa cấp bằng tiến sĩ, chưa cấp bằng thạc sĩ, không cấp bằng đại học. Thì tự nhiên tất cả mọi việc nó sẽ bớt cái chuyện lạm phát và ai đó sẽ làm nghiêm túc. Không cần phải một can thiệp gì phức tạp. Đấy, vấn đề là thông tin nó rất là mạnh mẽ như vậy. Chế độ thu nhập hiện tại khiến vị trí giảng dạy trong các trường đại học thiếu tính hấp dẫn cá nhân xuất sắc. Theo Phó Giáo sư Trần Ngọc Anh, cần đầu tư tài chính để lôi cuốn được những giáo sư quốc tế đến công tác hoặc hợp tác với khoa học trong nước. Một mặt có chủ trương thu hút những trí thức trong nước đã được đào tạo tại nước ngoài về nghiên cứu, giảng dạy. Ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng đang mở rộng mô hình liên kết du lịch với các tỉnh miền Trung và miền Tây Nam Bộ nhằm thu hút nguồn khách du lịch. Các liên kết đang được tỉnh Lâm Đồng triển khai là hợp tác với cụm du lịch Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, chương trình liên kết Lâm Đồng, Cần Thơ, Kiên Giang nhằm khai thác tour du lịch sông nước và biển cực Nam của Tổ quốc. Chương trình hợp tác liên kết du lịch Lâm Đồng, Nghệ An và Quảng Bình kéo dài hành trình di sản đến hết giải đất miền Trung. Cùng với việc hình thành các cụm liên kết, ngành du lịch Lâm Đồng triển khai các chương trình tour có đầu tư tập trung cho từng đối tượng khách ở mỗi khu vực.
Việc đẩy mạnh các cụm liên kết du lịch với các khu vực trong nước đã góp phần nâng số lượng khách du lịch đến Lâm Đồng trong năm 2015 vừa qua lên mức 5,4 triệu lượt khách với khoảng 254.000 khách quốc tế. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay của du lịch Lâm Đồng. Rác thải không có nghĩa là bỏ đi mà hoàn toàn có thể trở thành những sản phẩm hữu ích. Điều này đã được khẳng định một lần nữa từ cách làm ở khu du lịch tại tỉnh Khánh Hòa. Ở đây thì rác thải được tái chế trở thành sản phẩm thu hút được sự quan tâm của rất nhiều du khách. Đảo khỉ. Có lẽ đây là phần lạ mắt nhất trên hòn đảo du lịch khá nổi tiếng này. Lạ mắt vì những công việc của những con người này không giống ai. Những vỏ chai được gom lại, sau đó phân loại. Mà không riêng vỏ chai, hầu như mọi rác thải mà du khách bỏ lại trên đảo đều được gom về. Dường như từng này rác thải chưa phải là đủ. Những người này còn gom phế liệu từ những nơi khác. Những chiếc đĩa CD vứt bỏ, những lốp xe máy, ô tô. Và rồi hôm nay, không ai nhận ra những tác phẩm nghệ thuật này chính là rác thải, là phế liệu của ngày hôm qua. Mình có những cái ý tưởng là làm những con thú, rồi những cái công viên để toàn là những cái rác thải thôi. Mình cứ lấy rác thải về, mình làm. Thì khi làm ra được một cái sản phẩm thế thì cảm thấy con người nó rất là sảng khoái, rất là thích thú. 200 tác phẩm nghệ thuật được làm ra từ rác thải suốt trong vòng 2 năm qua là nỗ lực không mệt mỏi của những con người đang theo đuổi dự định phát triển du lịch tái chế rác thải. Đôi công đầy màu sắc này được làm ra từ 12.000 chai lọ. Rừng thông được làm ra từ những bè dừa vứt bỏ. Thảm cỏ chính là những vỏ chai nhựa. Và cả vườn hoa rực rỡ này cũng thế. Du khách đến đây ấn tượng không chỉ đây là tác phẩm nghệ thuật tạo điểm nhấn cho hòn đảo du lịch, mà quan trọng hơn, đây là cách để hạn chế rác thải ra môi trường. Mà riêng ở khu vực này thì em thấy là họ lấy những cái chai phế liệu, họ chế tác thành những cái thủ công để làm trang trí cho đảo, thì cũng là một cái điều nhằm hướng tới việc là giúp ích để cải thiện cái sự ô nhiễm của môi trường. Có nhiều lý do để nhiều du khách đến với đảo khỉ, nhưng có một lý do để họ quay lại, đó là cảm giác được ở trong không gian thân thiện với môi trường. Và trong những điều mang ra khỏi đảo, bao giờ cũng có thông điệp, rác thải không có nghĩa là phế thải. Vậy thì tại sao lại vứt bỏ để gây sức ép môi trường? Tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Đến đây thì bản tin thời sự ngày 12 tháng 1 cũng xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Để xem lại chương trình, quý vị có thể truy cập vào website vtv4.vn hoặc trang YouTube chính thức của Ban Truyền Đối Ngoại Đài Truyền Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.